đạo của ý chí, nơi đó có con đường. Bây giờ ở đây á, một là mình chết, hai là mình đi tu. Mình đi tu mình tới ngã. Đã giác hộ rồi, nào cứ như thằng nào, đi đi. Lành à, Lành à, em làm gì vậy? Có bị bắt cóc hả? Tại sao má không biết? Mà bắt cóc hồi nào? Còn bị bắt cóc có làm gì con không vậy? Có còn cơ bản nữa hả? Có còn làm tin làm tội gia đình tới bao giờ nữa đây? Bà hiểu nhỏ đại ca tôi, hôm nay tới ngày thanh toán tiền nợ, con hồn như bả về đây cho tôi. Đốt nhà ông đó. Bây giờ nếu như mày muốn chơi ở đây, cũng chưa biết thằng nào thắp nhang cho thằng nào trước. Mày bước ra đây, tao với mày chia tay rồi. Đồ ăn hại, chuyện lần này mà không xong, từ bẫy đá cho tới chuyện mày là không yên với tao đâu. Chú lại. Cô Lam, cô tỉnh rồi hả? Bác sĩ. Cô cứ nằm đi, cô nằm yên. Tôi bị sao vậy bác sĩ? Hiện tại thì tình hình sức khỏe của cô cũng không có gì đáng ngại nữa. Cô nên nghỉ ngơi nhiều và tránh làm việc nặng trong một thời gian, để cho cơ thể của cô khỏe lại. Tôi đau. Tôi xin cô hãy thật bình tĩnh. Cô vừa mới sảy thai, tôi muốn khuyên cô nên giữ gìn sức khỏe, cẩn thận hơn một chút nữa nha. Thôi, cô nghỉ ngơi đi. Mình đã bắt được cô rồi sao? Còn tôi... Lâm. Lâm ơi. Lâm. Anh Vũ, em đã mất tất cả. Em đã không giữ được đứa con của mình. Mất đứa con rồi, có lẽ là quả báo cho những sai trái mà em đã gây ra trong thời gian qua. Hơn nữa, cuộc sống hiện tại với anh đã khiến cho em cảm thấy mệt mỏi và bế tắc. Em cần một thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về bản thân mình. Anh đừng đi tìm em nữa, và em cũng hy vọng đừng ai đi tìm em nữa. Anh hãy dừng lại đi. Anh và em đã đi quá xa rồi. Anh đừng phạm sai lầm nữa. Anh dừng lại đi. Mình đi xa lắm rồi anh ơi.
Em yêu anh, nhưng anh đã thay đổi thành một con người khác. Em không thể cùng anh sống trong khói thuốc, trong sự ám ảnh của tội lỗi. Em sợ lắm. Bây giờ em lại tiếp tục hành trình của kẻ chạy trốn. Đừng tìm em, anh sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa đâu. Em mong anh hãy dừng lại. Hãy dừng lại nghe anh. Anh là kẻ giết người. Bây giờ có dừng lại anh cũng bị án tử hình thôi Lam à. Anh đã từng giết người, anh đã từng giết người, tại em không biết đó thôi. Không bao giờ có chuyện dừng lại nữa. Ngoài đi. Mày coi này đi. Chắc mày nghe vụ chặt tay cướp bách hát rồi đúng không? Tao làm. Mày đúng là thằng Vũ Điên chứ không phải Vũ Điếm. Tao nói cho mày biết, bây giờ không có chuyện gì mà tao không dám làm. Tao sẽ kiếm thật nhiều tiền về cho tụi bay, nhưng ngược lại tụi bay phải bảo vệ cho tao. Nè, tao muốn hỏi mày một chuyện. Mày ra tay máu lạnh như vậy, mày không sợ gì hả? Sợ hả? Sợ chứ. Tao sợ chứ. Nhưng tao sợ cái cảnh lên cơn mà không có thuốc hơn. Tao cần tiền.
Mày cần thuốc. Có thuốc cho mày đây. Nè, tao là một thằng nói biết giữ lời. Được, từ bây giờ mày sẽ là đàn em của tao. Vậy thì bây giờ mày muốn tao làm cái gì? Ăn hàng ở đâu? Vụ này không phải ăn hàng mà đi nhận hàng. Nhận hàng? Ừ. Vụ gì? Bảy, mình đang đi đâu vậy anh Bảy? Biên giới. Biên giới hả? Sao đi xa vậy? Bộ có mối nào sọp hả anh? Ừ, sọp lắm. Mày sợ hả? Tôi nghe đây. Dạ, báo cáo đội trưởng. Xe của bọn Bảy Đá đang tiến vào biên giới Bảy Núi, đang chuẩn bị đến ranh giới giữa chúng ta và nước bạn. Trên xe có Bảy Đá, Hổ và Vũ. Xin được lệnh là có tiếp tục theo dõi hay không? Cứ tiếp tục theo dõi. Cẩn thận, tránh để bọn chúng phát hiện. Rõ. Theo ý kiến của đội trưởng thì bọn chúng đi biên giới để làm gì? Chẳng lẽ rảnh rỗi qua Campuchia để đánh bài? Tôi không nghĩ vậy. Bọn chúng xuống biên giới Campuchia chắc chắn là phải có mục đích. Ê, mình đi đâu vậy mày? Đi đón một em. Em nào? Em Trắng. Em gái hả? Trời ơi, đi giải trí vậy mà sáng giờ không nói, làm tò mò chết à. Cứ từ từ đi. Khi còn sống cứ từ từ. Em nghe nè anh Năm. Tụi bay tới đâu rồi? Dạ tụi em tới điểm đón hàng rồi. Anh yên tâm đi. Chuyến hàng này tao đã gom hết tài sản của tao vào trong đó rồi đó nghe. Dạ. Nhưng mà ông Trọng có chắc ăn không anh? Chắc như bắp. Chỉ lo là tụi bay không áp tải tới nơi tới chốn thôi. Ngày mai hàng về em sẽ báo cho anh biết. Khuya nay tí thẹo với ông Trọng mới qua bên biên giới. Ngày mai tụi bay không biết là tụi bay vào tới mức nào đâu. Thôi nghe. Dạ. Cứ việc thư giãn đi. Đêm nay nhiều việc lắm đó. Thư giãn đi mày. Biết rồi. Alo, tôi nghe. Dạ, báo cáo. Chúng đã dừng xe lại trước quán cà phê ở khu vực gần biên giới. Bảy Đá có điện thoại với một ai đó, và bây giờ chúng đang ngồi chờ một điều gì đó hay chờ một ai đó. Cứ tiếp tục theo dõi. Có thể đêm nay chúng sẽ đột nhập vào một nơi nào đó hoặc cướp của giết người. Phải hết sức thận trọng. Chúng tôi sẽ báo với công an tỉnh An Giang phối hợp tăng cường cho các đồng chí. Rõ.
Đồng chí Trinh, thông báo cho các đồng chí ở tỉnh An Giang phối hợp hỗ trợ cho các trinh sát của mình. Dạ rõ. Đám liên hệ hả? Nói đi. Cái gì? Mày nói đi. Còn mẹ nó, thằng chó nào dám cướp hàng của tao? Nó là đám liên hệ. Chúng nó là trùm mafia ở biên giới. Chúng nó mạnh lắm. Em biết tụi nó. Tụi nó còn có súng AK nữa. Bây giờ mày nhào vô là ăn đạn chết đó anh Bảy. Mẹ nó, mấy chục tỷ của tao đó, mày cứ dò la đi, coi nó động tĩnh như thế nào. Nhưng mình phải làm thật nhanh, nếu không tụi nó sẽ tẩu tán hết. Nè, tìm cách quan sát, vẽ sơ đồ nhà, chụp lại căn nhà đó. Hàng gì tới mấy chục tỷ rồi? Chụp luôn cái ổ khóa nhà đó đi. Và những cái gì mà canh phòng xung quanh nhà nó, mày chụp hết lại cho tao. Cho đàn em canh chừng bằng mọi giá, không cho tụi nó chuyển hàng đi. Dạ, em biết rồi anh Bảy. Chuyện gì vậy anh Bảy? Hàng của mình bị cướp hết rồi. Cướp? Tao nghe nè. Anh Năm hả? Hàng của mình bị cướp hết rồi. Cái gì? Mày nói cái gì? Hàng bị cướp là sao? Thằng Tí Thẹo, nó nói là thằng Liên Khẹt là mafia ở biên giới, nó ra tay cướp hàng của mình đó. Em nghĩ Liên Khẹt bên kia mối lái, chắc chắn có đứa phản bội anh. Mẹ nó, đồ khốn nạn. Số hàng cám nhiều quá nên tụi nó mới làm phản. Mất hết làng cám, tôi đợi hết cả lũ. Biết bao nhiêu vốn liếng tao đổ hết cho chuyến hàng mày biết không? 100 bánh, mày biết giá trị của nó là bao nhiêu không? Nè, bằng bất cứ giá nào, chi thêm bao nhiêu tiền cho tụi bay tao cũng chi. Thuê thêm sát thủ, lấy hàng lại bằng được cho tao. Bằng mọi giá, sống chết gì cũng phải cướp lại. Mẹ tụi bay, tụi bay là ăn cướp mà để người ta cướp là sao? Nè, anh đừng có nói nữa có được không?
Tôi đang điên đây nè. Tất cả mọi chuyện để tôi lo cho. Lên xe. Dạ. Ba mình đang làm gì vậy? Ba buông heroin. Trời ơi. Alo, tôi nghe. Báo cáo trung tá, xe bẫy đá đã quay lại. Thấy có vẻ bẫy đá tức giận lắm. Chưa biết xe bẫy đá về đâu. Tôi phán đoán có lẽ đêm nay bọn chúng đã không thực hiện được ý đồ gì đó. Các đồng chí hãy rút về theo bọn chúng. Cẩn thận, cứ tiếp tục theo dõi và không để cho bọn chúng phát hiện. Rõ chưa? Rõ. Ủa, ba mới về hả? Ba mới về con. Ấy, ba bị gì vậy? Ba không bị gì đâu. Ba không bị gì đâu. Sao bị băm dữ vậy? Để con lấy dầu sức cho ba. Thôi thôi, không sao đâu. Trời ơi, ba làm gì mà bị bầm dữ vậy ba? Thôi. Có sao không ba? Ba không có sao đâu, thôi. Ba nói với con, ba đi miền Tây mấy ngày ba mới về mà. Sao ba về sớm vậy? Ba đừng nói với con là ba về xe trong đêm nha. Nguy hiểm lắm nghe ba. Thì ba đi miền Tây. Ba gặp mấy người bạn cũ. Có uống một chút. Ba cũng hơi sai. Rồi trời mưa trơn trợt cho nên ba mới té. Rồi ba đập vô cây thôi chứ không sao con. Sao có chuyện gì ba không điện cho con? Mà bữa giờ con thấy ba sao sao á nghe. Con hỏi gì á ba cũng không trả lời. Mà ba cứ lặng lẽ đi đâu hoài hả? Ba có chuyện gì giấu con phải không? Không có. Ủa, ba nói là ba trượt chân mà. Sao quần áo ba không dính sình gì trơn vậy? Không có, ba trợt nhưng mà ba vịn lại được cái cây. Rồi nó đập cái này vô trong cái cây thôi chứ không có gì đâu con. Dạ. Thôi mà con đừng suy nghĩ lung tung nữa mà. Ba già rồi, đâu ai làm gì ba nữa đâu. Ba chỉ muốn đi đây đi đó cho nó khuây khỏa thoải mái thôi. Thôi, để ba vô, ba nghỉ ngơi một cái, ba mệt quá. Chắc chắn là ba đang giấu mình chuyện gì. Thực ra là chuyện gì vậy ta? Thằng Liên Khẹt, nó thuê bọn cướp biên giới ra tay cướp. Nó muốn ném đá dấu tay. Mẹ nó, chó nó dám chơi tao. Nhà của nó là gần biên giới, lại kiên cố, lại có đàn em bảo vệ nữa. Vô đấu súng với nó hả? Cả đám chưa tới cửa, chết hết rồi. Đúng rồi anh Bảy, phen này lành ít dữ nhiều. Có cỡ nào thì thằng Sơn Khóa cũng bẻ nổi. Sơn Khóa? Đúng đó anh Bảy. Anh còn nhớ vụ thằng Tam Mặt Quỷ không? Thằng Sơn lập kế hoạch với thằng Vũ. Nó làm tốt lắm. Thì ra vụ Tam Mặt Quỷ là do tụi mày sắp xếp hết. Tụi bay dám cho người cướp là số hàng. Chó, dám cho tao hả? Nè,
Vũ, bỏ dao xuống, bỏ xuống. Mày làm gì nóng như chó vậy hả? Có phải là tao ra lệnh đâu, là chú Năm với anh Bảy ra lệnh cho tao xử tụi bay. Mẹ mày thằng chó, bữa đó tao sẽ mất mạng. Tao nói cho mày biết, hôm nay tao nể mặt anh Bảy, tao không cắt cái cổ chó của mày. Bây giờ cùng một băng nhóm rồi, lèm bẻm gì nữa. Giang hồ là vậy đó, trước là thù, sau là bạn, chuyện bình thường. Bỏ qua đi. Đúng đó, bây giờ anh em ngồi chung xuồng rồi, tráng làm cho xong vụ này đi. Anh Bảy, bây giờ thằng Sơn Khóa không còn nằm trong băng mình nữa, nó đã xin anh rút chân ra khỏi nhóm rồi, chắc chắn là nó không làm đâu. Sao lại không hả? Thằng Sơn Khóa nó còn nợ tao một mạng, tới lúc nó phải trả lại cho tao rồi. Anh à? Coi hàng giùm em chút, em đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm cho cả nhà ăn nha. Anh sao bạn Hiền, khỏe hẳn chưa? Anh Bảy muốn gặp mày á. Tao nói với mày rồi, tao không dấn thân vào giang hồ nữa. Mày đừng tới đây tìm tao, hãy để cho tôi yên, kể cả mày. Đừng lôi kéo tao nữa. Mày quên là mày đang nợ anh Bảy một mạng, không đúng sao? Không, tôi không đột nhập vào nhà ai hết, đừng nói chi là thuốc biên giới. Nè, làm gì mà mày nóng như vậy? Tao chưa nói hết mà. Công việc này mày quá quen rồi mà, mày làm là tốt nhất. Thật ra tao đang rất cần mày. Ông quên chuyện đó đi, tôi đã nói rồi, tôi không muốn dính vào những ví dụ làm ăn của ông nữa. Mày nghĩ sao vậy? Mày không muốn dính vào, nhưng từ lâu mày đã dính vô mấy cái chuyện này rồi. Những chuyện lúc trước nếu công an moi ra, đơn giản mày cũng ngồi tù vậy. Mày nên nhớ, mày còn nợ tao một mạng đó Sơn, chắc chắn lần này mày phải làm cho tao. Mày đã à? Ông đừng làm khó tôi nữa, ông không thiếu những thằng đàn em giỏi, tại sao bắt buộc cho tôi đi? Mày đừng có nói nữa. Nếu như mày làm, mày sẽ có 500 chai, mày có tiền lo cho gia đình của mày, và mày giải nghệ ngon lành và có số vốn làm ăn ok. Tôi không muốn bán mạng tôi nữa, tôi đã có một gia đình, tôi không bán gia đình của tôi. Anh Bảy à, tôi muốn yên ổn và một cuộc sống bình thường. Anh làm ơn đi, anh làm ơn cho tôi xin đi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Mày nói bán mạng khó nghe quá, đơn giản quá mà. Mày chỉ cần giúp tao đột nhập vô nhà thằng Liên Khẹt thôi, mọi chuyện khác tao lo. Ok, tôi đã nói rồi là tôi không làm. Mà Liên Khẹt là ai? Tại sao bắt tôi đột nhập vào nhà nó? Tại sao là tôi chứ hả? Ok, tao sẽ nói cho mày biết luôn. Đơn giản tao bị cướp hàng. Thằng nào dám cướp hàng của mày đá chứ? Thằng chó Liên Khẹt, nó là mafia ở biên giới, nhất định tao phải lấy lại hàng của tao. Hàng gì? Đơn giản đá quý thôi, gần 100 tỷ. Nếu như tao dùng chủ lực, tao sẽ đụng tới công an, liên lụy rất nhiều anh em. Còn mày, mày đột nhập vô bằng cách bẻ khóa, che lắp hàng rào điện tử an ninh, đâu có gì đâu là ồn ào. Mà anh em cũng không cần phải bắn giết nhau. Nếu như lần này thành công, mày muốn cái gì tao cũng sẽ đáp ứng. Nó cướp hàng của tao, mày hiểu chưa? Tao đâu phải tao kêu mày đi ăn cướp đâu, mà mày trả cái mạng mày lại cho tao. Đơn giản bằng cách lọt vô nhà thằng Liên Khẹt, lấy hàng lại cho tao thôi mà. Nếu như trễ quá nó mà tẩu tán, không phải là một mình tao chết, mà còn ông Năm Xe Ben chết nữa kìa. Tao và ông Năm Xe Ben, tất cả mọi vốn liếng đã dồn hết vào cái vụ này, cho nên tao mới cần tới mày. Nếu dính vào gia đình của Thu thì tôi càng không làm. Lúc trước mày đã từng nói với tao như thế nào? Mày là bạn thân của con Thu,
chú Năm mày gặp nạn thì mày phải cứu chú Năm mày chứ, đúng không Sơn? Ổng mà mất hàng đợt này, ổng chết chắc, con Thu cũng ra đường mà ở thôi. Tôi không muốn làm gì liên quan tới gia đình của Thu. Tôi tuyệt đối không làm. Trong phi vụ lần này, con mẹ mày, ma nè. Ông muốn lấy mạng của tôi, ông lấy đi. Còn nếu như ông không ra tay thì tôi sẽ bước ra khỏi đây và coi như ông đã tha cho tôi. Mày nghĩ tao lấy mạng của mày làm cái gì? Tao sẽ trở thành kẻ sát nhân rồi tao sẽ ở tù. Tao nói cho mày biết, có nhiều cách tao buộc mày phải trả cái mạng chó mày lại cho tao. Mày biết tao có thể làm gì mà. Đưa tụi nó vô đây. Dứt. Dứt hai người nhà tao ra. Không, thả ra. Đừng làm như vậy mà. Mày không được làm như vậy mà. Mày mà không làm theo yêu cầu của tao, đứng im đi. Mày biết tao làm gì với gia đình của mày rồi chứ? Hả? Không. Hổ. Dạ. Tao tặng con vợ nó cho mày đó Hổ. Không. Cảm ơn đại ca. Không được làm vậy. Không được. Anh bay. Ủa, tặng con chị nó cho mày đó. Dạ, cảm ơn đại ca. Bay cái gì thoải mái đi. Đại ca, không được làm gì vậy. Tao gia đình tao ra đi. Thả tao ra. Thả ra. Mày sợ mày bây giờ đó. Thả ra. Tân. Buông ra. Suy nghĩ kỹ đi. Tao chỉ muốn lấy lại hàng của tao thôi mà. Mày không giúp tao là mày ép tao đó Sơn. Trong cuộc chơi, đâu phải ai muốn dừng là dừng được. Đâu phải tao vô duyên vô cớ để tìm mày giúp tao trong cái chuyện này. Chỉ cần mày lọt vô nhà thằng Liên Khẹt, vậy là xong. Hàng về tới tay của tao, coi như mày hoàn thành nhiệm vụ. Ân oán giữa tao với mày sẽ chấm dứt. Ông nói thật cho tôi biết là hàng gì? Ok, tao cũng chả giấu gì mày luôn. Là heroin. 100 bánh heroin đó. Mày cũng biết rồi đó, tao chỉ thua cái chuyện mở cái xác thôi. Mà cái chuyện đó nằm trong tầm tay của mày, đâu có ai qua được mày. Cho nên tao mới tìm mày. Chứ thực ra tao cũng muốn cho mày gác kiếm chứ. Bây giờ mày cứ việc đi theo đàn em của tao. Chuyện của mày là mở cái sắt, còn tất cả mọi chuyện còn lại đàn em tao sẽ lo. Ok. Tôi không làm. Chuyện buôn bán heroin như vậy là phạm pháp. Tôi không làm. Mày ngu quá, mày nghĩ mày cướp của giết người là không phạm pháp hay sao? Bàn tay của mày đã nhuốm máu hết rồi. Một cú này nữa thôi Sơn, mày sẽ có tiền nuôi cả nhà của mày. Mày ăn ba đời cũng không hết nữa. Tao biết. Tao biết mày là một thằng làm ăn có kế hoạch đàng hoàng. Yên tâm đi, tao đã chuẩn bị hết cho mày rồi. Nè, đây là những hình ảnh thu thập được từ căn biệt thự đó. Nghiên cứu trước đi, rồi hãy hành động. Hả? Nếu như
Mày biết điều làm cho tao. Kết cục của mày rất là tốt. Bằng không, không chỉ mày, mà cả gia đình của mày không yên với tao đâu Sơn à. Tôi cảnh cáo ông, ông không được làm hại họ. Nếu như mày làm vụ này xong, tao sẽ cho mày 1 tỷ để cho mày gác kiếm. Không bao giờ tao nhắc tới cái tên Sơn Khóa của mày nữa. Cho mày biến mất khỏi giang hồ. Còn không, ngày này, năm sau sẽ là giỗ của cả gia đình dòng họ của mày. Được, cho tôi 3 ngày suy nghĩ được không? Không. 2 ngày thôi. Tao cho mày 1 thời hạn là 2 ngày. Sau 2 ngày, mạng của mày, gia đình của mày sẽ thuộc về tao đó. Ba mày sao rồi? Mày lo xong chưa? Mày cứ lo chuyện của mày trước đi. Vũ à, tao luôn coi mày là bạn. Mày đừng ra tay tàn nhẫn nữa. Mày đang dạy đời tao đó hả? Tao nói cho mày biết, tao đang có số ở trong nhóm này, không thua gì mày đâu. Sao mày nghĩ chuyện hơn thua với tao hả Vũ? Số phận tao với mày không biết kết thúc như thế nào. Mày hãy dừng tay lại đi. Những người mày ra tay chém, họ đều vô tội. Tao đọc báo và tao biết đó là mày làm. Họ không hề có ân oán hay hận thù gì với mày. Mày nói hay lắm, nhưng mày cũng là thằng ăn cướp. Tao cũng vậy. Tao với mày giống nhau. Tao với mày cùng xài tiền trộm cướp. Nhưng tao không máu lạnh như mày. Mà máu lạnh là loại đắng ác độc nhất. Tao không hiểu sao mày có thể ngủ được. Dạ, em nghe đây ca. Tiếp theo, mày tập trung anh em lại. Nhớ theo dõi thằng Liên Khẹt 24/24 cho tao. 2 ngày nữa thằng Sơn nó mới trả lời. Dạ. Anh Bảy, bây giờ sao anh Bảy? Thằng Vũ đâu? Nó đang ở ngoài kìa anh. Tao có một kế hoạch như thế này. 2 thằng bay phải làm thật chính xác và phải làm nhanh lên. Thằng Liên Khẹt nó không đợi mình lâu đâu. Dạ. Dạ. Vào đây. Alo, tôi nghe. Xin lỗi anh, có phải là người nhà của bệnh nhân Trần Văn Mười không? Đúng rồi, sao anh? Ba của anh bị đột quỵ, chắc không qua khỏi. Tôi báo anh biết để vào bệnh viện cấp. Cái gì? Thơm ơi! Thơm! Anh về rồi hả? Ừ. Có chuyện gì vậy anh? Chuyện gì vậy anh? Anh sẽ giữ em thật chặt ở bên mình. Anh sẽ không bao giờ để mất em. Ừ.
Hôm nay á, em có nấu mấy món mà anh thích đó. Có thịt kho tàu nè, rồi rau muống xào tỏi nữa. Anh vô tắm rồi ra em dọn cơm cho anh ăn nha. Chị ba đang bán ngoài chợ á, chị nói chút nữa chị sẽ đón thêm dừa với lại bưởi về, rồi đi vô thăm má luôn. Hai đứa mình ăn cơm xong rồi vô thăm anh hai ha. Anh hai bữa nay thấy người khỏe hơn không? Khỏe, khỏe ghê. Má, má. Má đâu? Má. Nè, nè. Cái lưng, cái lưng. Ơ? Má đã phẫu thuật được rồi. Bây giờ má cũng đang tập đi lại, sắp khỏe rồi đó anh. Đi lễ, đi qua lễ, đi qua đi lễ. Ủa? Dừa, con anh đâu? Con Dừa hả? Nó vẫn khỏe mạnh, nó ngoan lắm anh, học giỏi nữa. Anh yên tâm nha. Con Bưởi. À, con Dừa, con Bưởi nó học trong một trường, trường đẹp lắm, to lớn lắm. Giỏi quá, vú sữa đâu? Làm gì có, biết bộ. Anh hai ở trong này á, anh thấy có vẻ khá hơn nhiều. Tinh thần không còn hoảng loạn như trước. Mình cứ thường xuyên vui chơi với anh hai như vậy, rồi anh hai ở đây cũng có bạn bè nữa, lúc buồn cũng có người chơi với ảnh. Anh chỉ sợ cực cho em thôi. Em đã lo việc nhà, ngoài chợ cũng đã mệt rồi. Hả? Được lo cho gia đình mình á là em vui nhất rồi. Em chỉ mong á rồi ai cũng khỏe lại để về nhà chung một gia đình. Lúc đó em mới có cơ hội chăm sóc tốt hơn cho mọi người. Tại anh không có ở nhà. Chứ lúc em mới xin chị ba vô nhà anh làm á, anh hai ảnh hiền lắm. Rồi ảnh với em á hay nói chuyện này chuyện nọ, dù là những câu nói không ai hiểu ai hết trơn á, nhưng mà em cũng có người tâm sự khi em buồn, đúng không anh hai? Anh hai cũng hay vỗ tay như vậy á. Anh cảm ơn ông trời đã xui khiến em bước vào trong gia đình của anh. Cảm ơn em. Cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em. Ngồi đi, đi chơi với bạn nha. Bạn chờ. Bạn chơi với, chơi với. Đối với anh, nhìn mọi người bình an như vậy là quá đủ rồi. Tôi biết rồi, tôi sẽ làm thủ tục để mang xác ba tôi về. Chúng tôi rất tiếc vì ba anh bị đột quỵ lần này cấp cứu không kịp. Gần đây bệnh tình của ba anh đã trở nặng, bệnh viện của chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm thủ tục để mang xác ba tôi về và an táng. Anh cứ lên phòng hành chánh làm thủ tục. Xin chia buồn cùng anh. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vũ, mày đưa chú Mười vô bệnh viện tâm thần hả? Chú Mười. Vợ tôi có thai. Cuộc dạ sống luôn cho vợ tôi có thai thì sao? Hồi thứ hai. Anh có con. Gọi tên là con rồi. Anh được lên nhà rồi. Nơi ý chí lãnh đạo có thông tin rằng bên công an nước bạn Campuchia mới bắt được một đường dây buôn lậu. Sống luôn cho ta. Và đã gửi cho chúng ta thông tin ông Trần Trân Trọng, gọi tên là nguyên là trưởng ban bộ phận xét nghiệm kiểm tra cửa khẩu, có bằng chứng buôn lậu. Một cuộc đời vào đêm 20 tháng 9 có đem về 100 bánh heroin, nhưng bị mafia liên kẹt cho bọn đàn em cướp đi. Đây là nhà của tôi, có chuyện gì vậy? Cô độc thao thức những đêm ba. Cái gì vậy ba? Em hỏi anh là ai? Đó là anh cũng không chào của tôi. Của ba, yêu thương của ba một lòng. Tôi sẽ kiếm đồng của ba.